Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh nông nghiệp phân bón hữu cơ Châu Cười. Tôi Dương Thiên Căn, người cho đi giải pháp nông nghiệp hữu cơ đúng nhà nông nha. Hôm nay giới thiệu các bạn đến với vườn sầu riêng của anh Hai Khanh ở Bình Tân, của Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp chúng ta đúng không anh? Đúng. Dạ. Thì anh ơi, sầu riêng chúng ta là 2 năm tuổi anh. À, 2 năm bước đông thứ ba đó. 2 năm mấy gần chuẩn bị bước năm thứ ba đúng không? Nhưng mà cây nó lực nó khỏe như thế này. Lực nó khỏe này. Sang năm là bông được chưa anh? Tính quang năm, cuốn hoa năm quang năm. Dạ. Thì là nói chung là chia sẻ với các bạn, đây là cái vườn sầu riêng tôi, trước đó là vườn xài. Dạ. Thì tôi đốn xài để trồng sầu riêng, trong đó nó nhiễm phát lo nhiều lắm ạ. À. Nó nhiễm phát lo năm đầu tiên là coi như là nó quấn đọt, nó phát triển. Dạ. Sau khi tiếp nhận được con Châu Cười của hãng Châu Cười của mấy anh kỹ sư nè, trong đó có bạn Đức đến. Dạ. Tư vấn. Dạ. Rồi bón vào nó giải độc được cái phát lo. Dạ. Nên mấy tháng nay thì áp dụng bà con thấy đó, cái đọt phát triển mà. Dạ. Bộ rễ nó rất đẹp. Dạ. Hồi đó là chính bộ đọt khó lắm ạ. Dạ. Nhưng mà giờ nó chăm chăm đi đọt đều. Dạ. Nó là tôi bón á, là con Châu Cười này là một lần là tôi bón lần. Dạ. Là kích thích bộ rễ. Rồi. Dạ, 20 ngày sau là tôi bón lại là hữu cơ con Châu Cười. Dạ. Thì hiện tại bây giờ thấy nó hài lòng về bản thân tôi đó. Dạ. Như các bạn thấy đó, đọt điên 100%. Dạ, cười đi đều gan hết. Chia sẻ trong với bà con nông dân mình. Dạ. Thì thật ra tôi đến cái sầu riêng này đó thì lúc đầu tôi làm sai. Dạ. Đâu biết đâu. Cho nên cũng nhờ tư vấn của các bạn công ty của con Châu Cười á. Dạ. Đến tư vấn. Hay là hay có chỗ nó giải độc bắt lo. Dạ. À, dưới bộ đọt nó đi đều. Dạ. Đang mình quản lý, một là bệnh, quản lý thứ hai nữa là con dày xanh. Dạ. Đang mình tứ cho nó từng đợt, chứ để nó trên lệch, cái này có đọt, cái kia không đọt thì điều kiện đó mình khó khăn lắm. Dạ. Cho nên canh tác nó rất khó. Dạ. Cho nên hôm nay thì nó cũng mãn nguyện lắm rồi. Ờ. Nhờ các bạn sẽ đồng hành với tôi tư vấn cho đến ngày làm bông để trái thì hiện tại vì sự riêng tôi rất ăn ý bước. Dạ. Vào năm thứ ba đó. Dạ. Cây rất thì phải rồi, bây giờ nó giữa trưa. Dạ. Nhưng mà cái đọt nó vẫn là đứng khỏe đẹp ha. Ừ. Chứng tỏ là cái lực cây nó rất là tốt. Đúng. Dạ. Dạ, như anh Hai vừa chia sẻ nãy đó thì anh bón lân với hữu cơ để xây dựng cái nền đất nó dưới nền rễ cho nó ngon lành để nó ăn được dinh dưỡng, phải không? Dạ. Cho nên là cái cây nó mới đi theo nhịp sinh lý, cái cây nó mới ra đọt đều và đẹp, đúng không ạ? Đúng, đúng. Anh Phương rồi mấy anh ở đây sử dụng con Châu Cười đó, anh thấy mấy anh cũng là xài đó, anh cảm nhận thế nào? Anh có thăm vườn không? Miếng vườn đó thì trồng sau tôi khoảng 5 tháng. 5 tháng. À, nhưng mà giờ nó sử dụng trước tôi, nó theo muốn kiểu tôi rồi. Dạ. Trời ơi. Tại vì sử dụng hữu cơ Châu Cười trước đúng không? Trước. À, nên là giờ nó đánh theo muốn kịp cây gần 3 năm anh. Đúng. Lần đầu tiên tôi cũng đâu chưa biết mấy chú của công ty Châu Cười, nhưng mà có mấy đứa em. Dạ. Ở trong là Mỹ Hiệp á. Dạ. Thấy làm thành đạt rồi mấy. Dạ. Đứa em giới thiệu. Dạ. Từ chỗ đó tôi mới đến với công ty Châu Cười, chứ thật sự ra là đơn lẻ ngoài này sâu huyết xỉu à. Dạ. Rồi từ cái chỗ mấy đứa em ở trong Mỹ Hiệp á, chú anh Dư ha. Chú anh Dư á. À. Rồi vô chổng coi miếng sầu riêng cũng hay thà. Rồi. Thôi thấy mất thèm. Về bắt đầu là đúc kết với anh em ngoài này bàn bạc ba đứa. Dạ. Phương, Vũ, tôi. Dạ. Rồi liên hệ với chú anh Dư bắt. Dạ. Đầu là mấy mua Châu Cười, mua Châu Cười làm sản phẩm này gắn bó tới ngày hôm nay. Dạ dạ. Rồi vậy thì sang năm là cây mình 4 năm là mình làm bông được hả anh? À, 4. Dạ. Năm, nhưng mà có một cái nhờ anh em công ty hướng dẫn giùm với đi theo chương trình để mình có. Dạ. Những gì mới lạ nữa đó. Dạ. Mình bắt nhịp theo mình làm. Rồi, đồng hành với với anh với bà con ở đây. Đồng hành. Dạ. Anh có cảm nhận gì đối với cái đội ngũ kỹ sư mà đi vườn như kỹ sư Đức của cái Châu Cười so với công ty khác không? Thì nói chung là Đức đến gia đình và đến tư vấn cái vui vẻ và dần thận tâm và nhiệt tình. Dạ. Không đến cũng alo từng hay hoặc là. Dạ. 10 ngày cũng alo hỏi thăm. Dạ. Săn sóc vườn rất là chu đáo. Dạ. Đó là cái chủ trương của công ty, thế nên là cũng phải mình chia sẻ và đồng hành. Dạ. Để sản phẩm mình nó tốt rồi nhưng mà đến tận tay bà con mình xài nó đúng thì nữa thì nó mang hiệu quả mới cao anh. Dạ. Đó. Thì cái điều đó là mình phải vậy thôi, giờ mình làm kinh tế nông nghiệp phải đồng hành với bà con. À, ha. Liều lượng xài sao cây có bệnh hoạn gì hay không, thế đó mình mới sử dụng cho nó hiệu quả được. Chứ giờ mà cây mà nó bệnh rồi mình cho ăn đâu được đâu. Đúng. Dạ. Cái đó là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa, tôi cũng có nhắn nhủ với anh em giờ mở rộng ra. Dạ. Với những cô bác là chưa có gành, nói chứ cái sầu riêng này về Bình Thạnh này nó mới lắm. Dạ. Rồi nhờ anh em tư vấn. Dạ. Rồi đến mở rộng một cái chương trình gì đó cho cô bác biết được cái sản phẩm mình. Dạ. Như bản thân tôi á thì có bạn bè tới tôi ra cũng nói tôi gắn Châu Cười đó. Dạ. Nhưng mà có cái đó là tuổi tác của cây sầu riêng là một gốc bao nhiêu ký, cái ký nó thần theo đợt. Dạ. Thì đáng lẽ là đội kỹ sư nó gần hơn tôi. Dạ. Cây sầu riêng hiện tại tôi giờ tôi gãy một gốc gì 2 ký đó. Cây 2 năm anh gãy 2 năm mấy anh gãy 2 ký thôi. 2 ký. Dạ. Đó là bao nhiêu lâu anh gãy lần?
là mỗi cơ đọt, mỗi cơ đọt theo như kỹ sư Đức nói là mỗi cơ đọt lụa xuống là mình đã gãy. Nếu mà gãy sớm quá nó mập cái trên cái gốc nó dính ốm thì cũng dở. Cho nên xong đó là anh Trang sẽ kể anh có bón NPK không? Tôi lúc mà biết là cái đội ngũ của kỹ sư ở bên con Châu Cười á thì tôi rất giảm về cái vô cơ lắm. Tôi làm hữu cơ là nhiều. Tức là lâu lâu anh cũng chim cho chút đỉnh. Chút đỉnh cho nó cho phát triển cái thân gỗ cho nó tốt đúng không? Đúng rồi. Để nó nuôi cái lực cây tay chèo rồi cho nó khỏe để sau này là bông tốt đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì phân bón NPK là thức ăn cho nó. Hữu cơ thì nó chiếm 70%. Như anh nói anh rất là nhiều, còn lại thì 20% anh cũng phải cho nó ăn khóa học. Đúng. Là thức ăn đó mà. Ok. Vậy anh rất hài lòng đúng không? Rồi thôi em cảm ơn anh rất là nhiều cái buổi chia sẻ hôm nay, và anh cảm ơn anh đã ủng hộ cái sản phẩm con Châu Cười vừa qua, và hy vọng rằng sắp tới anh cũng giới thiệu cho mấy anh em bạn bè vào biết để có thể là chúng ta áp dụng cái bộ sản phẩm vào cái việc canh tác vườn của mình đúng không ạ? Rồi em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe rất nhiều nha. Rồi các bạn xem video nghe, vừa nghe chia sẻ của anh Hai Khanh đó ha, thì nếu mà các bạn xem để nhận được cái những video tiếp theo thì hãy nhớ đăng ký kênh nha, và để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì Thiên Căng và anh Hai xin chào các bạn và hẹn gặp lại.